Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng 4 bác bỏ một báo cáo mới của chính phủ Mỹ về tình hình nhân quyền ở nước này là không khách quan, trong bối cảnh ngày càng nhiều những người bất đồng chính kiến bị bắt giam trong những năm qua. Báo cáo dài 59 trang của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2023 không có thay đổi đáng kể nào, nói rằng chính quyền đã giam giữ ít nhất 187 người vì hoạt động chính trị hoặc nhân quyền tính đến ngày 31 tháng 10. Báo cáo cũng nêu ra những trường hợp bị bắt giữ và kết án trong năm 2023 chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội qua việc viết blog trực tuyến, nhưng lại bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ năm, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 4 đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam nhưng rất tiếc vẫn đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong đó, coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Bà được trang tin VN Express dẫn lời nói. Bà nói thêm phía Việt Nam đã, đang và sẽ trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên cơ sở xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn khác biệt, để tăng cường hiểu biết, qua đó đóng góp tích cực hơn nữa vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước việt nam vào năm ngoái cũng chỉ trích báo cáo nhân quyền của bộ ngoại giao mỹ là đưa ra nhận định thiếu khách quan về tình hình việt nam